Long Mai chính xin chào anh em. Long cũng đã chia sẻ cho anh em những cái mẫu xe khuôn tiền 1 tỷ 2 này, 1 tỷ 3, 1 tỷ 4. Thì bây giờ một chiếc xe 1 tỷ 5 đổ lại thì chúng ta sẽ có mẫu xe gì? Ở đây chúng ta có một chiếc C300 AMG sản xuất 2021 luôn, lăn bánh 14.000 km. Xe này là bản full của dòng C300. Chúng ta nhìn một chiếc xe bản full thì chúng ta sẽ có những option gì? Đầu tiên là cái cụm đèn multibeam full LED ở đây. Chúng ta có thể là chiếu xa khoảng hơn 600 m. Rồi cái mặt ca lăng cụm sao rơi ở đây, đó là mặt ca lăng zin anh em nhé. Đi kèm với logo to bản và camera 360 đó. Nhìn tổng thể thì sẽ có một cái body AMG trên chiếc C300 AMG 2021 này. Đấy, từ mâm này, body kit này, cản trước cản sau và cabo. Đấy. Phần gương thì được tích hợp gương cam 360 ở đây. Đấy, gương chiếu hậu. Phần tay nắm cửa là keyless go nhé. Chúng ta có thể là mở kính và mở cái panorama toàn cảnh này bằng chìa khóa luôn. Đó, bằng một nút bấm thôi. Và cái nội thất thì đây là mang các ngoại thất màu nâu, sản xuất 2021, đi 14.000 km, tức là nội thất còn rất mới nhé. Đấy, và âm thanh trên chiếc C300 này là âm thanh Boommaster, âm thanh vòm. Dòng này thì đã bỏ toàn bộ hệ thống treo bóng hơi rồi, và chúng ta sử dụng hệ thống treo thông minh. Thế nên là đi rất là bền, gần như là chúng ta nó là không bao giờ phải lo về vấn đề về xịt bóng hơi cả. Đấy. Cụm đèn thì cũng là cụm đèn LED dạng hình chữ V cánh hạc. Đấy. Có logo chữ AMG ở đây. Bản C300 AMG này thì sử dụng cái động cơ là 2.0 turbo. Đấy, cho một khả năng vận hành rất mạnh mẽ, 5 chế độ lái và chúng ta rất là linh hoạt ở trong thành phố luôn. Đấy, đi trước này thì chúng ta có cảm giác lái cực kỳ là lanh lẹ và nhẹ nhàng. Đấy. Cốp điện tự động nhé và có chức năng đá cốp. Đấy, trước đây chúng ta sở hữu một chiếc xe mới là khoảng vào khoảng là gần 2 tỷ cho cái phiên bản này ngày xưa mới nhé. Bây giờ nó ra cái form mới rồi, cái form mới là cả lăn bánh và ra tên khoảng hơn 2 tỷ cho một chiếc mẫu mới C300. Và bây giờ một chiếc xe lướt còn bảo hành chính hãng mà đi chưa tới 1.5 vạn km với khuôn tiền nó chỉ rơi vào tầm khoảng 1.5 tỷ đổ về thôi. Và giá là Long đã đảm bảo cho anh em là full service, full dịch vụ luôn, từ ra tên ra biển cho đến vận chuyển xe tại nhà nhé. Đấy, anh em quan tâm đến mẫu này, quan tâm trực tiếp đến chiếc xe này thì inbox cho Long. Cảm ơn anh em rất nhiều.